Tôi là phóng viên Thanh Hòa, hiện đang có mặt trên quốc lộ 61 đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành. Tôi phóng viên Thanh Huyền đang đứng tại trường tiểu học Kim Đồng, ngay gần ngã tư đường Nguyễn Chánh Trực, huyện Thanh Ninh, để cập nhật đến quý thính giả những tình hình giao thông mới nhất đang diễn ra tại đây. Những diễn biến tình hình giao thông mới nhất được cập nhật liên tục. Chạy trên dài chương trình, em cũng là một taxi của taxi cam. Kim Đồng cứ đi tâm thẳng ra, đi về gạch nổi thì nghe đi ngược chiều, cho nên là kẹt cái phần tưởng đường nó dữ lắm đó tổng này. Những câu chuyện thường ngày về văn hóa giao thông. Thông tin về thời tiết. Chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông từ phía cơ quan chức năng. Tất cả sẽ có trong 30 phút của chương trình Giao thông ngày mới, phát trực tiếp trên sóng phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, tần số 99.4 MHz, trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.krtv.vn vào lúc 6:30 sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 năm 2022. Hãy kết nối tương tác và chia sẻ trực tiếp với chúng tôi qua số máy 02973812308, 02973812309 để cùng xây dựng một môi trường giao thông hiện đại, an toàn, văn minh. Giao thông ngày mới, đi an toàn, về bình an.